Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Judea, trong thời vua Herod, có những đạo sĩ từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: "Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu?" chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở phương Đông và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herod bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết Đức Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ tâu vua rằng, tại Bê Lêm, thuộc xứ Judea, vì có vị tiên tri viết rằng, cả ngươi nữa hỡi bê lem đất juda ngươi không phải là nhỏ bé nhất trong các thành của juda vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh chăn dắt israel dân ta bấy giờ vua Herode ngầm triệu các nhà đạo sĩ tới hỏi cặn kẽ về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện cho họ rồi vua phái họ đi bê -lêm và dặn rằng các ông hãy đi tìm hỏi cặn kẽ về hài nhi rồi khi đã tìm thấy, hãy báo tin lại cho trẫm để trẫm cũng đến thờ lại người. Nghe nhà vua nói, họ ra đi, và kìa ngôi sao họ thấy ở phương đông lại đi trước họ, cho đến khi dừng lại nơi hài nhi ở. Nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Khi vào nhà, họ thấy hài nhi cùng với bà Maria mẹ người, và họ phủ phục thờ lại người, rồi mở bảo tráp họ dâng tiếng người lễ vật, vàng, nhũ hương và một dược. Khi đã được báo mộng đừng trở lại gặp vua Herode, họ đi đường khác trở về xứ sở mình. Kính thưa quý ông bạn, chị em, mầu nhiệm con thương Chúa xuống thế làm người là mầu nhiệm mà Thiên Chúa tỏ bày cho con người cách cụ thể rõ ràng nhất về kế hoạch cứu độ của Ngài lời hứa cứu độ sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội đã được thiên chúa từng bước thực hiện nhiều lần nhiều cách qua các tiên tri qua các tổ phụ và qua các thủ lãnh chúa vẫn luôn trung thành giữ lời hứa và cho đến thời sau hết này chúa đã sai chính con một của ngài xuống thế gian để thực hiện kế hoạch cứu độ con người tất cả những điều được chuẩn bị tất cả những lời loan báo của các tiên tri giờ đây được ứng nghiệm nơi ngôi lời nhập thể và dân tộc được Chúa chọn để mà khải mầu nhiệm này là dân Do Thái và qua dấu chỉ dân Do Thái mà muôn dân được cứu độ. Thật vậy ơn cứu độ của Chúa không chỉ dành riêng cho một dân tộc mà cho tất cả nhân loại không chỉ dành riêng cho một quốc gia mà cho cả thế giới. Vì thế lễ giáng sinh mừng việc chúa tỏ bày ơn cứu độ cho dân do thái thì lễ hiển linh hôm nay mừng việc chúa bày tỏ ơn cứu độ cho muôn dân gia nghiệp mà chúa hứa cho dân do thái xưa nay người cũng cho các dân ngoại được đồng thừa kế để làm thành một dân duy nhất biết thờ phượng thiên chúa và được chia sẻ lời chúa hứa ánh sáng của chúa trước tiên chiếu tỏa trên dân do thái thì giờ đây muôn dân cũng đã thấy ánh sáng đó và được mời gọi tiến đến để tất cả được vui sống trong ánh sáng của chúa được thoát cảnh tối tăm lầm lạc tất cả những việc tốt lành chúa làm cho con người nhưng có người đón nhận và có người dẫn dưng thậm chí từ chối đó chính là thái độ của hai nhóm người trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đứng trước mặt khải cách cụ thể rõ ràng của thiên chúa qua việc ngôi lời nhập thể, một nhóm người đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng việc khao khát lên đường để mong tìm gặp. Còn nhóm kia thì dù đã được học biết, nhưng lại dững dưng thờ ơ, thậm chí còn tìm cách dập tắt mà khải của Chúa. Những người đón nhận là các nhà chiêm tinh từ phương Đông xa xôi chỉ với một ánh sao lạ trong màn đêm mà ba ông đã sẵn sàng lên đường bỏ lại quê hương làng xóm nhà cửa để đi theo dấu chỉ mà chúa gửi đến các ông không ngại đường xá xa xôi không ngại vượt sa mạc nóng nực vất vả và có những lúc các ông đã bị mất dấu ánh sao nhưng với lòng khao khát kiên trì các ông vẫn lên đường nhờ ánh sao cùng với những dấu chỉ của lời tiên tri được chép trong kinh thánh mà các ông nghe nơi các thượng tế và kinh sư ba nhà chiêm tinh đã đạt được ước, ước nguyện của mình các ông đã được gặp vị vua mới sinh các ông vui mừng thờ lạy và tiến dân lễ vật và sau cuộc gặp gỡ ấy cuộc đời các ông đã được biến đổi nhóm người từ chối là Herode, các thượng tế kinh sư và dân Jerusalem đáng buồn thay đây lại là những người đã được Chúa bằng cách này cách khác dạy cho biết về mầu nhiệm nhập thể này qua các tiên tri qua các thủ lãnh họ biết rõ lời kinh thánh chỉ dạy nhưng lại không tha thiết không khao khát để tìm gặp thậm chí lúc các nhà chiêm tinh đến hỏi nói cho biết về ánh sao lạ họ cũng không muốn đến để tìm hiểu trong nhóm đó còn có Herode với những toan tính của mình muốn xóa bỏ dấu chỉ của Chúa qua việc tìm chiếc hài nhi. Nhìn vào hai nhóm người trên, mỗi người chúng ta cũng có thể là một thành viên của một trong hai nhóm đó. Khao khát tìm gặp Chúa, tìm gặp cùng đích của đời mình, tìm gặp sự bình an, hạnh phúc nơi Chúa. Hoặc là ham mê cuộc sống đời này, dững dưng với lời mời gọi của Chúa, không khao khát tìm gặp đấng là chân thiền mỹ. Thiết nghĩ Cuộc đời mỗi người chúng ta là sự đan xen giữa hai nhóm người này. Có lúc ta khao khát tìm gặp Chúa, ước mong tìm thấy nguồn bình an, hạnh phúc. Nhưng khi Chúa cho gặp rồi, cho biết rồi, thì ta lại do dự, ngần ngại, không dám đón nhận. Bởi Chúa muốn ta từ bỏ những hư vinh, những của cải chống qua, những điều tâm tối trong đời của mình. Ta vừa dám mạnh dạn dứt khoát từ bỏ, bởi ta vẫn còn ham mê những êm ái chóng qua mà chúng mang đến. Ước mong sao đời ta được Chúa soi chiếu để ta thấy những khuất tất của đời mình và xin Chúa tuôn đổ hồng ân của Ngài trên ta để ta mạnh dạn tiến bước tìm về với Ngài là đấng duy nhất đem lại bình an, hạnh phúc và sự sống cho ta. AMEN